Hello, xin chào cả nhà. Chào anh, chào anh Tính. Chào cả nhà. Anh em đã trở về tới nhà cả nhà ơi. Thì sớm thì cũng làm được giữa cá rồi chưa anh, giữa lại coi. Được mớ cá lồng tông cũng ngon quá trời đây. Anh em sẽ làm hai món, một món là làm lẩu chua với món chiên bột nha cả nhà. Ăn mừng khi được trở về quê cả nhà ơi. Tụt lâu. Làm như đi đâu lâu dữ. Đi có 2 ngày về, 3 ngày về làm như lâu dữ lắm. Cái này bạc hà tím. Làm cái lẩu chua ăn giả nhiệt cả nhà. Bên bển mưa, bên đây không có mưa. Đến khách xã hả? Dạ. Nước cảm nữa. Bắt mà nước lên trên tính. Thì nhúng giống như nhúng mẻ nè. Mẻ nè. Mẹ ngon ha. Nhúng gì cũng được, không chín ăn được à. Có 2 ký gửi cái ông tông trời. Lật anh em nào nó lật muốn cần chết. Ăn bớt rồi chứ không ăn được có một trị gỗ luôn. Thì đây nè, mình đây giờ cũng còn 2 ký giữ nè. Cái ông tông với cá dầm. Chào bà xã. Hello cả nhà. Bà xã đang ốp cá lòng tông chiên bột cả nhà ơi. 3 trứng vịt hả em? 4 trứng đi. Vịt nhiều cho nó dạ. Nó giòn ha. Đây là hộp vịt. Đánh lên. Cầu cá này hả em? Cá lồng tông từ bên Đồng Tháp đem về cả nhà. Tính thằng ở bên bản mình được cũng có khoảng chừng 3-4 người phụ nữ ha. Mặc sức là lặt, văng lên lặt không được ha, từ đường nào kẹp. Nó văng thì nó hơi lâu chứ lấy lưới mà kéo một tăng bông có nước mà ủ luôn ơi con kinh đó đó đường nào mà ăn nổi con vịt mình đánh lên cả nhà sao mình không bỏ đường một mặt rồi vô đi đánh lên cho luôn cho nó ra giờ đưa bột vô cái nhà này cũng phải có cái đồ đánh đó em đánh nó màu đánh mình nhỏ trâu ha đánh cho nó đều ra đừng cho nó bột mé cả nhà mình bỏ cá lên hồi cái mình chiên cá lồng tông mà chiên bột thì còn gì bằng ha. Có tô nước mắm em làm sẵn rồi kìa. Sẵn rồi luôn hả? Ngồi đây chiên luôn đi cả nhà. Đi đâu vậy? Có bếp ga mà. Chiên nước ga. Em đi cũng mấy ngày này mới về nhà chiều về nhà cả nhà. Nhà đang làm ấy. Thấy nào em tính nhớ anh cũng làm mẹ lương xương và ly hà ừ. Cái ăn như bắp luôn đấy ha ừ. Bắp vô đường, nước mắm, bột ngọt, tiêu, hành. Chút nó đi. Được ha. Rồi mặn chút nữa. Em thêm chút nữa. Rồi hết nước ra luôn đi. Thêm hết nước này luôn đi. Thấy nghe mùi nước mắm mặn mặn rồi đó. Bên kia cả bên kia trắng bông bên kia thơm rồi thơm một nước mắm rồi đó được cá rồi ôi có gì chứ nhiều lắm cá ký cá
Hình này chắc ăn cá không? Ăn cá kìa cơm. Cái gì vậy? Ngon cả nhà ơi. Vậy năm tấm đây chút cơm nè. Đó, dẫn chưa? Có hành như này là tính ơi, lên hành không? Em có chờ anh tính miếng hành nè, có lấy không? Làm mẹ đầu quá cả nhà, hình như thế nào? Nó là ta chiên cho bự bự chút á. Đúng rồi, gọn gọn chiên ngon, giòn. Giòn không? Giòn. Mấy ông trong đó là sao rồi? Cá ốp rồi luôn anh Tính. Ông Thành nấu nước lẩu cho anh luôn hả? Ừ. Nấu gọi nấu cho anh luôn à. Rồi, cái dĩa già, cái dĩa mình cái gỗ. Cái gỗ bổi. Ăn hết không? Nó bỏ tới quặn. Mấy mẻ rồi? Hai mẻ mà ăn thử hết nửa mẻ rồi. Giờ nó là sao rồi? Nó vừa ăn nó ngon lắm. Ngon lắm hả? Ừ. Ngon lắm, chút xíu rồi ăn hết luôn đi. Chơi chồng nói vậy. Cho mỏng mỏng nha, bự bự cho đều đều cái chảo luôn. Ừ. Anh Tính trả làm sao không anh ơi? Trả làm sao rồi? Tới rồi. Ok chưa? Múc đây, múc đây, múc xuống đây. Xe lam, xe lam. Rồi, múc qua đâu đâu, chút cần coi coi. Để nằm chút xíu cơm luôn nè. Cái này chỉ bổi thôi, cá chưa để. Trời ơi, chảy ngon. Về chảy quá bởi không có đi hái rau muống đồ dưa bông súng rồi được cả nhà. Mình bảo anh làm xong rồi là về giọt về liền cả nhà. Công chuyện ở nhà còn đăng đăng đê đê tựa lưa hết trơn. Múc nước á. Bỏ thôi chứ bỏ thêm cũng được. Xanh màu tâm màu chính hơn là như bỏ dầu thơm này luôn ha. Ừ. Rồi. Có cái giá nhỏ cho bỏ theo luôn. Đi cả nhà, giá nhỏ theo luôn kìa. Chú kiếm người ghen ghen liền chứ. Cái gì? Được chưa? À. Ghen ghen hả? Phanh trồng được chậu bông nè, nó được nữa nó có bông rồi cả nhà, đẹp quá. Ghen như cái họng con gì chạy. Hoa lan à. Ngoại nó tối rồi, giờ chị chuyển vô trong này đi, giờ chiên vừa nhậu luôn cả nhà. Ai mình chiên? Mình chiên đây nó có ảnh hưởng cái miếng này không? Chắc không quá, bình thường à. Đâu có gì đâu, lửa cháy lên trên chứ đâu cháy xuống đâu. Cũng như mưa, mưa trên trời mưa xuống chứ khi nào mưa dưới đất mưa lên. Bỏ giấy cáo vào đây coi. Nó bể nát cho người ta. Cái gì cho nát? Cá hả? Ừ. Ăn thử cho bà xã là bà ăn vừa không có nhạy. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà miếng cá chiên nha. Miếng gai nó cháy xíu ta. Ngon quá anh em ơi. Rồi, đi ngồi ra. Rồi lấu ra. Chưa, để ngồi, để ra vô đó.
Sao? Ngon không? Ngon. Biết làm không? Ừ. Nước mắt quê hương anh Tinh. Mọi người nói nước mắt quê hương nhèo nhèo hả? Nước mắt quê hương. Ăn mừng hạ cánh an toàn. Ăn mừng tới về quê an toàn. Hạ cánh an toàn. Bệnh mưa quá trời mưa luôn cả nhà, về đây không mưa. Mưa mà ở trong giữa đồng sợ gần chết vậy. Thiệt á, mấy người mua đầu mùa sợ dữ lắm sợ. Có gì cũng không thành cái xong hết trơn. Cái này bên mình mưa có ớt anh thích. Có mưa lớn không? Cái mưa mà nổi nước á, ớt có. Chuyện giống học dịch cái ghê trời. Chậm nhỏ một cái đi. Để là được chết đi. Một chỉ nữa cả nhà ơi. Quá hấp dẫn. Hấp dẫn mà cái giá không hấp dẫn. Để cái giá nó hết hấp dẫn rồi. Rồi cái bóng hết hấp dẫn luôn. Trời ơi ngon. Nè. Cúng nè năm. Cá là ngồi cúng sao? Tâm linh cúng ba cái đi. Sao vậy đó anh Tính? Bỏ rau thơm mà vô chưa? Để cá đi, rau thơm thì để vô rồi. Cá mình thì bao la nha cả nhà. Vừa thôi, nhiều quá nó bấy thôi, anh ăn mình hầm để nữa thôi. Cắt xong để mang bấy. Ơi, ớt, con giọng bóc, lấy mổ bóc ra rồi, tay bỏ luôn. Quên cái giờ vô cái gì một cái ha. Nóng cái tay vậy đó. Vô mắt. Vô mắt là nóng cái tay. Vô mắt hay nằm nhò gì quên cầm cái gì đó. Cầm cái gì cũng nóng cái tay chứ. Chính chỗ hả anh? Trời ơi, mặt mày nó kệ giờ nãy chưa tắm nữa. Kìa, cái chân dính ra đây. Một. Rồi, sạch chân rồi. Rồi. Chân dễ gì dữ thằng hôn bự. Dữ gì quá thế. Cuốn lại. Dạ. Thêm dầu không? Đây sầu dữ lắm rồi, gần tính rồi. Cái dầu ngoài đó kiểu thanh ơi. Thử quất sao cả nhà. Cuối cùng cũng có một giờ thảnh thang khỏe phang mà yên quá cả nhà ơi. Đâu có gì cũng phải cũng có thời gian nghỉ ngơi ăn uống rồi ha. Thoải mái ha. Cả nhà cùng thưởng thức nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em nha. Nhà thấy này ăn cơm. Thấy không? Ăn cái ngay nhé. Cá ông tôm chiên bột. Làm thử cái nè. Vô tính đây. Vô. Vô. Vô đi ăn ngồi quên hai người uống được tôi. Mời cả nhà. Mời cả nhà cá lòng tôm nhúng mẻ. Quá ngon. Quá êm. Ủa, có lợi dụng không vậy? Đúng anh tính được chưa? Rồi. Còn sao mới ra không có? Dạ, có thôi. Anh Năm ăn cái không ạ? Anh là... Được. Đưa rửa hả? Chạm được. Đưa rồi, đây. Điên đi. Ngon luôn, giống như bánh kẹo lắm.
Trời. Cho coi nghe lên. Có. Mở ra lên, mở ra lên. Có được bỏ vô nước sau những ngày lao động vất vả, giờ anh em đi về nhà làm cuộc xương về đi dễ ngủ thôi nha. Mình phải cặp ra ha, tại thống mà. Ngút vậy đi. Ừ, cháo nhiều mà. Con mà mặn ngồi dưới dưới trời mưa mặn á. Đang mưa luôn. Đi cô có. Đi cô. Chị chị Hường, chị Hạnh, chị Đào. Cô Mừ. Vậy ăn cho thêm vàng á. Cá lòng tông chiên bột. Rồi. Nấu này không phải cá lòng tông không nha. Cái dầm á. Cái dầm. Cái dầm. Cá 15. Cá 15. Cá 15. Cá bên chậu. Ngon. Cá không đậm. Con cá mấy cá này á là nó ba lớn rồi, nó hết cỡ rồi, nó không có bự nữa nha. Lẩu cũng ngon quá ta, hàng này dai quá ta. Bị cảm uống cái này vô hết thiệt ta. Thiệt không? Chứ không phải những trời đâu. Mới cảm ơn, cảm ơn hơi ngay chứ. Cảm quá à, đẩy vô nó đi luôn à. Rồi chưa, cái đó rồi chưa? Chưa, chút xíu đi. Hay làm bác sĩ mà nghe nói gì vậy, buồn mình. Buồn mình hả? À. Ừ. Chứ nhất là mấy người chỉ sạn ra trường á. Bị cảm nữa, nóng mình chua hàng trường, tao uống cái thuốc được. Nói cái muốn nghỉ hả? Quá ngon cả nhà ơi, tình luôn á. Vô. Không phải nào tưởng nổi luôn, không lẽ Hàn Quốc ly chứ. Mới ăn thuốc thôi đi. Ủa thằng nó ăn này hết mà uống thuốc gì nữa to. Uống thuốc kìa. Con tôm này mà có đông đông mà bớt kéo mà lặt ha anh Tính. Trời ơi, cần gì người cũng như ba mình làm cũng được thì cần gì đâu. Gì nhóc cha không có hết đâu. Ông ừ, kéo tiếp đủ. Cái buồn cũng không biết người có con tôm ở đây rồi. Có dầm nữa. Cái thật cái gồ nhóc. Cái gì á, cái gì á. Dĩ này vàng hơn mấy dĩ trước. Mở cả nhà luôn nha, mở anh hai chị hai luôn nha. Anh Trung chị Trang. Mở chiếu luôn nha. Vũ. Con mời bà ba của chị luôn nha, má ba luôn nha, má hai má sáu luôn. Quá ngon. Dương Tiến ơi. Dương Tiến ơi, anh Hòa. Anh Hồng, anh Dương. Anh Kẹt, anh Tài, Nhân Thành luôn. Anh Nhân, anh Thành. Hết luôn. Em ăn giùm luôn cho, em hết trơn luôn. Vô quốc luôn. Hết trơn là em đi về không được luôn. Để quý quýnh á, về không được luôn. Em đến chặn cửa này, cũng làm chặn cửa kia, chạy cửa nào. Bảy xong. Cho anh em mình đi làm cái cổ gì mà. Vô Đồng ơi, quá ngon Đồng ơi. Cho những cơm ơi, cho những cơm thảo ơi. Cơm nhão là cơm thảo nè. Vô. Vô cả nhà. Đó là cơm khô, cơm thảo, cơm nhão, cơm hà tiện.
nào tương tự nổi à. Chan cho nó lúc cơm luôn. Hớp một chén này cái ra. Đừng hớp cay nha. Gì ngủ luôn. Hớp cay. Dữ lắm. Ừ, lấy gạo vớt rồi vậy. Ừ. Vớt cá ăn đi, bỏ vô cho nó rồi. Dữ lắm, nhiều, để nhiều nó bấy. Ừ. Ăn hết thì để nó nè. Nước dưới này nè. Ừ, chìm dưới là không xuống. Nước chìm dưới, xuống dưới. Cá không mà nó sống thì nó nổi hả? Nó nổi trên mặt nước không à? Ừ. Còn dao không? Để vô đi. Anh để cứ để vô đi. Còn dặn cà này mình nút không hết. Không, đúng không? Mình mới được vai, được màu quá hết. Vai, cả nhà. Này được lọc màu với bông quý ha. Ừ. Được vô gọt vô lan nữa. Lan là uống chua không không? Trời ơi. Đúng không? Giận lắm. Ăn ăn chưa? Lan ăn đột rau rồi uống mắm. Giờ trễ quá rồi. Chưa? Anh chưa ăn đó, nó giận lắm giận. Được. Được đây, vô đây, vô đây, mình mạnh nó chạy. Giang lắm. Đóng ngồi chân rồi nè. Quá ngon. Quá tuyệt. Cái đĩa này mình tiếp ra cho anh hai chị hai đi. Coi á. Chị hai thích phải không? Chị hai thích thằng cá lồng tông. Tiếp ra cho anh hai chị hai đi. Cảm tâm thì quá dễ dàng anh hai chị hai. Nơi cái hai thích chuột rồi kia còn nghịch mùa còn hơi khó khó chút hả? Ừ. Cảm tâm mùa nào cũng vậy. Mùa nào cũng có hết. Quất hai ba lứa mà thức ra. Kéo rồi kéo cá không có ngon. Sao kéo nó dính nào ba cái bả rồi vô đây cá nó bị ấy. Còn mình văng lên cá nào chắc lội cái đấy cầm cầm thôi. Mà nhưng mình nặng dữ rồi đi văng cá nặng dữ rồi đấy. Chắc lội nhất là cái gì phải không? Cái 12 cái mà cái bắt quái bắt quái mình á. Đưa xuống là cái là ngon lành luôn đó. Trên luôn. Ừ. Như bữa này bữa đó đưa xuống không chứ? Đưa chạy thì dở lên chắc chặt hết quá. Ừ, chạy. Nước đục quá không chạy. Chạy, đừng cái để màu vô là nghe mùi chạy hả? Để miếng thơm mắm được không? Chân cá để vô miếng thơm mắm thôi. Chạy phải cả nhà. Cái đó là để nước là vô vô lên vừa rồi vừa hơi góc nhà, nửa nửa góc dạ. Nó cái chặt cái gỗ non á. Rồi rồi. Rồi. Nuôn qua đi, để nó đi. Đồ nậu ơi. Đưa anh Giang ơi. Vô. Vô anh Tùng ơi. Thắng nhậu với anh được này nhậu anh Tùng ơi. Mà giờ nực mà hai cái bếp ra nó thấy không đôi nữa nha, nó nực hàng hồn gì vậy. Chính là nước ra nè. Phải đó vàng vàng chút đấy. Thì nước vàng. Vàng. Tắt bớt con gái nữa, bớt được con gái đó. Anh em đi đồng kiếm được cái gì ăn ở đấy cả nhà. Cuộc sống ở dưới quê là lúc nào cũng vậy đó. Này phải ở trong đồng gió veo veo đá gì đâu ha. Đồng này gió hỏi à, gió lắm gió, cả anh em phức nè. Nhẹ nhiều nè. Anh em ăn với nhậu bậy vài ly cho giãn gan giãn cốt cả nhà ơi.
mai đi làm tiếp này. Giờ cũng tối rồi, em cũng xin chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và vợ con nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye.